Xin chào mọi người, và đặc biệt là các em trai, em gái dễ thương tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Đây là video clip anh làm về vận hạn 6 tháng cuối năm đối với cái người tuổi Kỷ Tỵ của các em. Một trong những cái tuổi là phải chịu tam tai năm nặng. Tại sao mà nói là tam tai năm nặng năm nhẹ? Để anh giải thích cho các em hiểu như vậy nè. Thì ba cái tuổi mà chịu tam tai ở trong năm Kỷ Hợi 2019, 2020 Canh Tý và 2021 Tân Sửu là những tuổi nhà Tỵ Dậu Sửu ba tuổi là tam tai, là ba năm tai nạn, có nhiều cái điều xấu. Năm đầu tiên năm 2019 này là những người tuổi Tỵ sẽ chịu nặng. Tới năm 2020 thì tuổi Dậu và 2021 là những người tuổi Sửu. Thì chính vì vậy cho nên mới có nói là người tuổi Tỵ ở trong cái năm 2019 này, năm Hợi, là chịu nặng nề. Trong đó Kỷ Tỵ thì chủ yếu là xào xáo về mặt gia đạo và có những buồn phiền không có tốt đẹp ở mặt gia đạo và tình cảm. Vì sao? Vì Tỵ Hợi là lục xung. Lục xung cái khung địa chi thì nó sẽ đem đến nhiều cái điều mà không tốt đẹp ở trong cái nhánh là nắm nhiều ở chủ gia đạo. Còn cái chữ Kỷ thì nó đồng hàng với lại chữ Kỷ Hợi, cho nên là nó thuộc nhiều về cái việc làm ăn, cho nên là công việc làm ăn chỉ là bình bình, không có thu tài lộc gì nhiều, vì không, nó chỉ là đồng hàng. Tuy nhiên là cái phần địa chi mà lục xung á, nó sẽ xung khắc luôn cả cái phần công việc, nó tạo ra những cái buồn phiền, thậm chí là thị phi. Do là mình chưa có làm cái tử vi của cái cả năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em, cả trai lẫn gái, cho nên là mình sẽ tổng hợp lại cái tử vi, sơ cái tử vi bên ngoài, cái tử vi của năm đối với tuổi của các em, sau đó mình vận vào những tháng còn lại trong năm để mà dễ tính toán, bề mà tính toán. Đầu tiên thì nam mạng thì có sao Thái Bạch. Người ta nói là sao Thái Bạch mà nhập hạn sao chủ đó là không, người ta nói Thái Bạch quét sạch cửa nhà, mà sao Thái Bạch thì thuộc hành kim, các em trai thì là hành mộc, cho nên sao Thái Bạch này vận hành khá mạnh. Cho nên từ đầu năm tới bây giờ, cho tới cái tháng năm này thì rõ ràng là các em không có nhiều điều thuận lợi. Đặc biệt là tháng 4 âm lịch của năm Kỷ 2019 vừa rồi là tháng Kỷ Tỵ, cho nên là các em gặp rất là nhiều điều khó khăn, gia đạo cũng có chút buồn phiền, tình cảm không có được như mong muốn. Hạn thì là hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp, nhưng được cái vận niên, tức là vận niên Long Ngộ Vân, thì cũng gọi là được nước bung xõa nhưng mà không có được thời. Thiên can Kỷ Kỷ thì đồng hàng thuận lợi, địa chi thì Tỵ Hợi là tam tai, bất an nhiều lo lắng. Còn nữ mạng thì các em được may mắn hơn, các em có sao chủ là sao Thái Âm, một cái ngôi sao đem đến may mắn và danh lộc tốt theo tử vi. Nhưng mà do là khoảng 4-5 tháng đầu năm này có nhiều cái tháng không tốt đẹp về cả cái vận hạn, đặc biệt là có tháng Kỷ Tỵ chen giữa, cho nên là các em nữ có sao Thái Âm chứ cũng vẫn chưa được gì. Còn phần gia đạo thì đã như đã nói rồi, lục xung, cho nên là nó chủ yếu phần gia đạo, phần tai tiếng thị phi thì cả nam lẫn nữ đều bắt phải. Nữ thì có hạn tam kheo, tức là xây sát tay chân, đây là một cái tiểu hạn rất là nhẹ nhàng, tránh cái vật sắc nhọn, đi xe cẩn thận, không đến nỗi mà bổn mạng của mình chỉ bị xây sát nguy nan, chứ không thể bổn mạng của mình suy yếu chứ không bị nguy nan. Như vậy thì tử vi của cái năm Kỷ Hợi Kỷ Hợi 2019 đối với nam và nữ mạng, nó cái vỏ bên ngoài thì hoàn toàn khác nhau, một người thì tốt đẹp, một người thì xấu, đặc biệt là các em nam, cho nên là năm nay có thể nói nam xấu hơn nữ về phần vào đầu năm tam tai. Rồi thì vận vào cái những tháng còn lại trong năm, đầu tiên hết thì là phải tháng 6, hôm nay là 20 mấy tháng năm rồi, âm lịch rồi, đến tới tháng 6 âm lịch, tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Tân Mùi.
Tân Mùi thì thuộc thổ. Như vậy xét về trụ mệnh là Mộc khắc thổ, bổn mạng khắc tháng. À, quên, tháng bổn mạng khắc tháng thì sức khỏe và bổn mạng không không được tốt đẹp. À, tiếp đến đó là cái thiên can Tân Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên công việc cũng không có vấn đề gì quá đáng. Tuy nhiên Kỷ thì thuộc thổ, Tân Canh thì thuộc kim, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương sinh. Cho nên có thể nói là tháng tháng 6 của cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Kỷ Tỵ có thể nói là có tài lộc nhưng không quá lớn, công việc hanh thông, có chút tài lộc nhưng không quá lớn đâu, không hao tài là ok đúng không? Mình đang ở trong năm tam tai mà không hao tài là thấy ngon rồi. À, địa chi thì Tỵ với Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc, cho nên gia đạo sẽ đỡ bớt cái phần thị phi. Nên nhớ rằng nó là cái tiểu hạn bên trong cái giỏ của lục xung năm nay, cho nên là có thì mình không bị những cái chuyện xấu thị phi và cái gia đạo xào xáo thôi, chứ không thể nào toàn năm mình không bị những cái chuyện không tốt mà cái tam tai đem lại ha, đặc biệt cái lục xung của địa chi đem lại. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch. À, tháng 7 âm lịch là tháng Thân. À, một tháng kim. Tháng 7 âm lịch theo cái Phật giáo là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân, tháng mà người ta gọi là âm thịnh dương suy. Nếu mà mọi người mà theo cái tôn giáo Phật giáo đó, thì các em nhớ cẩn thận, các em là người thuộc âm. À, con rắn, giữa con rắn với con rồng là con rồng là thuộc dương, tự nhiên nó canh thiên đường rồi này kia thôi, nhưng con rắn cũng canh nhưng mà nó thường là canh địa ngục và canh cái kho báu. À, ha, cho nên là người ta nói là con rắn nó trơn ướt, nó nguy hiểm, nó đem lại cái sự hợp lẽ ở trong cái tháng, những tháng mà âm dư âm thịnh. À, cho nên có thể nói tháng 7 cũng là một cái tháng như vậy đối với tuổi của mình. Người tuổi khác vào tháng 7 thì còn sợ gặp vận xui, chứ mà người Kỷ Tỵ vào tháng 7 thì thậm chí là gặp chuyện hên đó. Rồi xét vào tháng Nhâm Thân nó sẽ như thế sao? Xét về trụ mệnh thì tháng Nhâm Thân là tháng kim, như mình Kỷ Tỵ là mộc, như vậy là kim khắc mộc, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mặt gặp không tốt, cẩn thận bổn mạng và cả sức khỏe. Thiên can thì chữ Kỷ và chữ Nhâm không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên Kỷ thuộc thổ, Nhâm thuộc thủy, cho nên là nạp âm ngũ hành của hai cái là tương khắc, có thể sẽ phải tốn tiền tài nhưng không quá lớn ha. À, rồi địa chi Thân Tỵ, dần Thân Tỵ hỏi, Thân Tỵ là cặp địa chi ở sát nhau ở trong tứ hành xung, thường thì nó là lục xung. Ví dụ như Tý Ngọ Mèo Dậu, mà Tý Ngọ ở gần nhau là lục xung, Mèo Dậu là ở gần nhau cũng là lục xung. Tuy nhiên cái nhóm tứ hành xung này Thân Tỵ lại là lục hợp chứ không phải là lục xung, nằm trong tứ hành xung nhưng mà lại là lục hợp, cho nên là tốt cho gia đạo lẫn công việc. À, như vậy thì tháng Nhâm Thân tức là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, phải cẩn thận bổn mạng một tí xíu, vì tháng này dù gì nữa âm nó cũng thịnh, nhớ cẩn thận cái bổn mạng của mình nha các em Nhâm Thân. À, quên, các em Kỷ Tỵ. Rồi tiếp tục đó là tháng 8, tháng Quý Dậu. À, tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng kim, như vậy mệnh cũng giống sang tháng 7, đó là kim khắc mộc, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, sức khỏe và bổn mạng cần cẩn trọng. Thiên can chữ Kỷ của các em khắc chữ Quý của tháng, thiên can khắc tháng, công việc cẩn thận, gặp nhiều điều khó khăn chống phá. À, nhớ nha, gặp bổn mạng bị tương khắc mà thiên can nó cũng tương khắc, thì bổn mạng mà bị tương khắc thì như đã nói ở những video trước, của các video trước, thì cái phúc tinh và tài tinh vì thế nó không được hưởng lợi mà nó sẽ bị mờ đi hoặc là bị che khất, thì lúc đó các phá và bại tinh nó hoành hành rất tốt. À, và thiên can thì chữ Kỷ khắc chữ Quý nữa, công việc sẽ sinh rầy rà rối rắm, coi chừng hao tài, coi chừng bị người ta lừa ha. Rồi địa chi Dậu với Tỵ. À, là Tỵ Dậu Sửu thuộc nhóm tam hợp đó, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Thì với hy vọng rằng với cái tam hợp Tỵ Dậu Sửu này,
chủ về cái chữ các mối quan hệ, thì mình đang gặp khó khăn ở mệnh nè, ở công việc nè, cái địa chi này thì các mối quan hệ là tốt. Hy vọng rằng mình đang gặp khó khăn thì có được một quý nhân xuất hiện và cứu giãn bớt cái sự khó khăn của hai cái mệnh và thiên can gây lên. Hy vọng là vậy ha. Rồi, tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng này là tháng Giáp Tuất, một tháng hỏa. Như vậy, xét về bản mệnh là mình mộc sinh ra hỏa, bổn mạng bị sinh xuất tháng, sức khỏe yếu và phúc tinh và tài tinh vì thế cũng bị lu mờ, không phát huy tác dụng tối đa. Tuy nhiên là về cái thiên can á, thì chữ giáp hợp với chữ kỷ, đây là thuộc ngũ hợp trung về chữ tính, cho nên có thể nói là dễ sinh tài lộc, công việc hanh thông. Được ngũ hợp của thiên can thì cái chủ thiên can nó thường nhiều về, như anh đã nói, nó thường nhiều về công việc, về công danh, tài lộc. Cho nên là có thể nói ok. Địa chi Tuất với Tỵ là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nha. Như vậy thì không có vấn đề. Rõ ràng thì tháng 9 là một cái tháng tốt đẹp hơn nhiều. Bổn mạng bị sinh xuất thôi chứ không phải bổn mạng bị tự khắc như ở trên. Thì sinh xuất thì nó không có đến nỗi nào là nguy hiểm nha. Rồi, tiếp đến đó là tháng 10. Tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, như đã nói là tháng Ất Hợi, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy mệnh cũng sẽ giống như tháng 9, mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe có vấn đề, cần cẩn trọng một tí xíu. Thiên can thì không tốt đẹp cho lắm. Vì sao? Vì chữ Ất nó khắc chữ kỷ. Nên nhớ tháng khắc công thiên can thì là công việc sẽ khó tốt đẹp, cẩn thận vướng cái chuyện kiện tụng pháp lý ha, đặc biệt là các em nam với thái bạch chiếu mạng thì cái gặp cái việc như thế này không tốt đẹp đâu. Địa chi Tỵ Hợi là lục xung. Lục xung là mô tả sự đối chọi, chống đối nhau, cho nên gia đạo chắc chắn là khó yên. Như vậy tháng 8 thì dù sao cũng có tam hợp. Tháng 9 thì được được một chút, có ngũ hợp của thiên can, nhưng mà tháng 10 bị sinh xuất, vì bị sinh xuất bổn mạng rồi, phúc tinh và tài tinh coi như là tác dụng rất yếu lên cái tử vi của mình, mà gặp thiên can tương khắc địa chi lục xung thì anh nói từ đầu năm anh hay trong mấy cái livestream anh cũng đã nói rồi là kỷ tỵ nhớ cẩn thận cái tháng 10. Nói chung những người tuổi tỵ nhớ cẩn thận tháng 10 năm nay, vì đặc biệt là người có chữ kỷ cũng phải cẩn thận luôn. Tháng 10 rõ ràng là năm Hợi gặp tháng Hợi sẽ không tốt đẹp cho bản thân của người kỷ tỵ cho lắm đâu, cho nên là các em, nhất là các em nam, thì anh cực kỳ để ý tháng này, coi chừng bị lừa, mất cấp, tốn tài. Còn đi làm nhớ ký tá cái gì cũng phải coi đi cẩn lại, chậm một chút mà chắc, đừng đặt bút ký tầm bậy ha, vô trong kia bốn bức tường ngồi hồi nào không hay nha. Rồi, tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý thì thuộc thủy, như vậy mệnh thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, vì thế các phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi và phát sáng, phát huy tác dụng tối đa của mình. Xét về chủ thiên can là chữ kỷ với chữ bính không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tốt cho công việc, không có công việc không có quá nhiều khó khăn, tài lộc cũng tương đối. Vì bính là hỏa, kỷ là thổ, được sinh nhập hỏa sinh thổ. Rồi, địa chi Tỵ Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng xung xung khắc nhau, gia đạo tiếp tục là ổn định. Rồi, tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Chạp của năm 2019, cũng là tháng Đinh Sửu. Tháng Đinh Sửu thì là thuộc thủy, như vậy mệnh cũng giống tháng 11, được tương sinh, bổn mạng sức khỏe không vấn đề, thậm chí là tốt đẹp. Thiên can chữ kỷ với chữ đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, còn về mặt nạp âm ngũ hành là tương sinh. Vì sao? Vì đinh là hỏa, kỷ là thổ, cho nên là tương sinh, có sinh tài lộc nhưng không quá lớn.
tháng này tháng Tết có xin chúc tài lộc là ngon lành, ok đối với người kỷ tỵ. Rồi địa chi Sửu với tỵ là tỵ dậu sửu thuộc nhóm tam hợp, đây là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Đây là tháng mà kết thúc cái năm này, có thể nói là mình bò tới nguyên một năm, tới cuối năm là mình thở phào nhẹ nhõm và mình có thể vui vẻ với gia đạo. Người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng thì đa phần là cái tháng chạp chỉ hoạt động làm việc cho đến khoảng 20 của tháng chạp thôi, còn lại là sử dụng cho những cái việc lo toan tết nhất. Hy vọng rằng với cái tháng 12 nhiều điều tốt đẹp như thế này sẽ đem đến tài lộc và có được cái chút gì đó gọi là tốt đẹp cho các em có cái ngày Tết vui vẻ, nhất là các em nam. Tại vì sao? Vì nam dưỡng sao thái bạch ha, tới tháng này có thu thấy có tài lộc là ngon lành rồi. Như vậy thì anh đã chia sẻ xong cái vận trình vận hạn 6 tháng cuối năm, 7 tháng cuối năm của người kỷ tỵ sinh năm 1989, cả nam lẫn nữ mạng. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà anh chia sẻ giúp ích được các em trong nhận định và những cái kế hoạch lâu dài cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video kỷ tỵ này cho nhiều người tuổi kỷ tỵ biết mà ứng dụng vào cuộc sống để có cái năm tam tai đầy khó khăn. Những cái thông tin mà có thể giúp ích cho mình. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác có thể về tử vi, phong thủy, tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.